Xin mến chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Chào mừng các bạn đến với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay có dịp đến sân vận động khu vực bãi kiển của anh Tám để ghi hình giao lưu những cây mai, cây phôi. Rất cảm ơn anh chị xem và ủng hộ kênh. Cảm ơn rất là nhiều nha anh chị. Những cây phôi ha, chúng ta có thể giao lưu, gọi điện thoại cho anh Tám nha bà con. Dạ, em xin kính chào của chú chị trên kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay thì em về cái lô phôi mai, 25 phôi mai. Trong đó có sù, có đế nôm, có quái dị cà na, có thú, có đủ loại. Nói chung là rất kính mong của chú anh chị gần xa ủng hộ em với anh Tám ha. Số điện thoại anh Tám là 0917 359 719, đó là số Zalo luôn ạ. Rồi, cảm ơn nhiều luôn. Dạ, rồi. Rồi mình rồi bắt đầu cây số 1 ha. Bảo ship trên tàu quá của anh chị ơi. Rồi mã số 1. Rồi nhẹ nhẹ luôn. Rồi đế bỏ đều bốn mặt thôi anh chị. Đế đều luôn nha bà con. Rồi. Giá hữu nghị, giá sinh viên ha. Hữu nghị dễ chơi bà con ơi. Mã số 1 phôi mai vàng. Phí ship miễn phí tới nhà nha bà con. Rồi mình đo luôn. Hoành thân ở dưới này là 21. Rồi 21. Chiều cao là 44. Rồi, rồi mã số 1 này em giao lưu giá là 350.000. Rồi ship tới nhà nha bà con. Dạ, giao tới nhà luôn. Luôn. Rồi đổi. Tức là mã số 2. Số 2. Rồi mã số 2 là nguyên cũ luôn ha anh chị. Đó. Tay cành có ha. À, cũ mà tay cành có luôn ha anh chị. Rồi xây luôn. Rồi mã số 2. Số 2 bà con ơi. Này nguyên cái cũ nè. Phí ship tới nhà luôn bà con ơi. Tay cành nhanh chơi hết anh chị. Rồi đó em luôn. Rồi cái cũ này là 34. Rồi 34. Hoành thăng ở dưới này là 19. Rồi. Chiều cao là 75. Rồi 75. Rồi mã số 2 em giao lưu giá 800.000. 800 nha bà con ơi, ship tới nhà. Rồi đổi. Tiếp tục là mã số 3. Tiếp theo là số 3. Rồi mã số. Mã số 3 là cái sù chải không chú chị? Rồi khá đặc biệt ha. Rồi cây sù chải không chị, sù 100 ha. 100 nha bà con. À đây sù, đây nước sù của chị xem ha, sù cộm ha. Nè, đây mới sù chải chính gốc nha. Rồi, nó chảy như sắp đèn cày hơn chị. Người ta chỉ luôn. Đây nè, chảy nè. Chị xem ha. Đó, hai tay. À. Rồi, đo em luôn. Trời, cục sù này hơn chị. Cái rồi, đặc biệt cục sù là 25 nha. Rồi, 25. Vành eo là 18. Rồi. Chiều cao là 38. Hình như chỉ cúp theo anh chị. Rồi giá mã số 3 em giao lưu với giá là 1.500.000 ha. Rồi ship tới nhà miễn phí. Rồi đổi luôn bà con ơi. Xù chải nha anh chị. Tiếp tục là mã số 4. Rồi cũng là cây xù chải luôn nha anh chị ơi. Số 4 bà con ơi. Đó, cô chú chị xem nước xù đây ha. Đó, sù gì đó. Sù rất là mạnh ha. Cây sống khỏe luôn chị, đâm tự chưa ha. À. Rồi, đâm tược luôn. Chú chị xem sù nè, nó cộm hơn lóng tay luôn ha. À, sù chảy bệt bệt, sắp đang cày vậy. Số 4 nha bà con, đặc biệt. Một cây sù đặc biệt. Rồi, đó em luôn. Hoành ngay dưới này là 22. Rồi 22. Cao là 42. Rồi. Rồi mã số 4 này em giao lưu giá là 1.300.000. Rồi 1.300.000 đổi bà con ơi. Rồi 5 lên.
Mã số 5. Số 5. Mã số 5 tiếp tục là cây lùng lực đế đế bỏ điều không chị, cây sù chải nha. Cũng là sù nha anh chị. Đây sù đây ha. Này nước sù này không chị xem ha, nó chảy nè. Nó chảy rồi dặn rất đẹp ha. Cái này đặc biệt cái là nước sù nó rất là đẹp. Đây sù đây ha, nè. Đó. Đây luôn. Thấy không nè, nguyên cục sù nó nuôi luôn nè. Ha. Sù chảy mà nó chảy chảy theo nó nằm dài dài theo rất đẹp ha. Nè. Nó chảy nè. Rất đẹp không chị. Sù chảy mà đế gì là dữ lắm nha anh chị, khó kiếm lắm nha. Có đế luôn. Nè sù xuống tới đế luôn nè, chảy nè. Đế bỏ điệu mặt luôn anh chị. Mã số 5. Số 5 nha bà con ơi, số 5. Rồi, đó luôn. Quanh ý chí này là 33. Rồi, 33. Chiều cao là 40. Rồi, 40. Rồi mã số 5 này em giao lưu với giá là 2 triệu ha. Rồi, 2 triệu chẳng nha bà con ơi, ship tới nhà luôn miễn phí. Rồi, đổi. Rồi, cây sù chảy các em anh chị. Rồi, tiếp theo. Tiếp tục là mã số 6. Tiếp theo là số 6. Rồi, cây lùng lực nguyên củ đế luôn ha. Đó. Số 6 luôn bà con ơi. Mã số 6. Khá là lực cây luôn. Củ tròn vo luôn hả anh chị? Có củ luôn nha bà con. Rồi, tiến hành thông số của em luôn. Rồi quanh cái củ là 41. Rồi 41. Quanh eo là 28. 28 luôn bà con ơi. Cao là 33. Rồi mã số 6 này em giao lưu giá là 800 ngàn. Rồi 800 ship tới nhà miễn phí. Rồi tiếp tục là mã số 7. Số 7. Mã số 7 là cái cây sù cám chăm chăm nha chú anh chị. Đây. Đó. Bông đẹp nha, bông 7 9 cánh nha. Đó, 7 đến 9 cánh. À, sù chăm chăm luôn nha chị. Sù chế khóm nha, chăm chăm luôn. Rồi, xoay luôn. Đó nè, nước sù mạnh ha. Rồi, sù luôn. Rồi, đây là thành phẩm nha anh chị. Bông đẹp ha. Rồi, thành phẩm bông đẹp. Cây này chơi Tết được nha anh chị ơi. Mã số 7. Cám hết nha bà con. Rồi, đó luôn. Sâu số. Số của em luôn. Ê. Rồi đó bà con ơi. Quanh 22. Nha 25 phẩy. Cao là 56. Trời. Dĩ nhiên mẻ luôn. Rồi tàng ngang đó là 75. 75 nha bà. Rồi mã số 7 này em giao lưu giá là 2.500.000 ha. Rồi 2.500 đổi bà con ơi. Anh làm đây. Đổi luôn. Mã số 8. Theo số 8. Lực luôn. Rồi mã số 8 là nguyên con thú thành phẩm nha anh chị. À, rồi thú luôn chị ơi, nguyên cái bệ đế nè, dữ lắm luôn nha. Nè bệ đế nè. 8 nha bà con. Quá xá hòa xa luôn chị ơi. Lực cây lắm nha anh chị, nhìn cái đế nè. Hết biết ha. Cây nó già cái nó sù chảy vậy nè, nó nổ sù vậy không chị. Con này là mặt kéo nhựa vậy ha. Có luôn nha bà con ơi. À. Rồi đây. Rồi, cái bành cũ đặt đó này ha. Đây. Này là 79 nha chú anh chị. Rồi 79. Quanh thân đó là 28. Rồi 28 luôn. Chiều cao là 67. Rồi. Rồi, mã số 8 em giao lưu với giá là 1.800.000. Rồi, 1.800 bà con ơi, đổi luôn. Tiếp tục là mã số 9. Tiếp theo là số 9. Rồi, em số 9 đây. Rồi, mã số 9 là cây gián thú hay không chị? Nơm khá cao. À, thú đế nơm mà xù nữa hay không chị? Đó, đây, xù chảy đây. Đây nè, xù nè. Nguyên cục này sù luôn nè. Có luôn ha. Ha. Này số 9. Số 9 nha bà con ơi. Rồi xây em luôn, tròn vòng luôn. Rồi đó luôn bà con ơi.
Hoành eo này là 23. Rồi 23. Cao là 45. Rồi. Đế nôm cao là 33 ha. 33 luôn. Đế nôm cao tới đây là 33. Rồi. Rồi. Rồi mã số 9 này em giao lưu giá là 2.700.000. Rồi 2.700.000 đổi luôn bà con ơi. Rồi đổi luôn. Thú đế nôm mất đẹp không chị? Rồi tiếp theo. Mã số 10. Đây là số 10. Em này là số 10 nha bà con. Mã số 10. Mã số 10 cái này là cây dáng thú nằm không chị? Đây là sù chải nha. Bể dưới này sù chải hết trơn không chị? Chải luôn. Chị xem ha, sù chải, đây là sù chải nha. Đó. Thú nằm không chị? Cái này của chú chị mình vô cái chậu hình chữ nhật ha, cây này đẹp ha. Mã số 10 nha bà con ơi. Rồi, quanh ngay vị trí này là 22. Rồi, 22. Chiều dài là 49. Rồi, 49 luôn. Rồi, mã số 10 em giao lưu giá là 1 triệu đồng. Rồi, 1 triệu đồng đổi luôn. Rồi, tiếp theo 11. Mã số 11. Rồi, mã số 11 là cái cây đế lưu hả anh chị? Đế lưu. Tai cành nhạo nha, đế lưu tai cành nhạo cổ. Củ đế nở ha. À. Mã số 11 bà con ơi. Củ đế không chị nè, đế nè, bỏ gói nè. Nè, bỏ gói ha. Số 10 là nhiêu? Rồi, xây luôn. 1. Số 10 gọi nhiêu vậy? 1. Rồi, đế dữ lắm nha bà con ơi. Đế như mệt ruột hay gì vậy? Chị xem ha, nhìn này ha. Lại dưới đây nó còn dữ lắm không chị nè, đế nè, đế nằm dưới ha. Này đế nổi thôi nha, còn đế dưới còn nhiều lắm nha. Đó, mã số 11, cái củ đế này rất là nở. Đây. Tai cành nhạo nha. 11 nha bà con. Rồi, rong số của em luôn. Rồi, củ đế này là 59. Rồi, 59 bà con ơi. Hoành thăng này là 31. Rồi, 31 luôn. Cao này là 92. 92. Tổng hoành đế là 160. 160 luôn bà con. Rồi, mã số 11 này em giao lưu giá là 4 triệu đồng. Rồi, 4 triệu, ship tới nhà đổi luôn. Rồi, tiếp theo 12. Mã số 12. Em này là 12 bà con ơi. Côn cao nha bà con. Rồi mã số 12 anh chị. 12 luôn. Rồi cây rất là lực cây không anh chị? Đó. Chú chị xem cọng đế nè, cọng đế rất lớn nha. Đế to to chi luôn. Chi cành này đều ha, chi cành bỏ đều hết anh chị. Đó. Củ đế nở không chị ơi? Đế nở luôn. Rồi cọng đế lực ha. Rồi hoành cọng đế của chị xem ha. Cọng đế nó. Rồi hạo thử luôn. Hoành đế là tới 19 luôn ha. Rồi 19 bà con ơi. Cọng đế không nghe là hoành 19 rồi đó. Cây khá đẹp nha anh chị. Mã số 20 nha. Rồi cô chú anh chị mã số 12. Cô chú anh chị ủng hộ anh Tám thì liên hệ số điện thoại 0917 359 719, đó là số Zalo luôn à. Rồi, số Zalo luôn bà con ơi. Tất cả đều ship tới nhà miễn phí. Dạ, em bao ship tới nhà, em ship có thu hộ cho chị ơi. Rồi, đó em luôn. Dạ. Hoành thăng đi chứ này là 39 chị ơi. Rồi, 39 bà con ơi. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 1,5 m ha. Rồi, 1,5 m luôn. Tổng hoành đế là 170. Rồi 170. Rồi mã số 12 này em xin giao lưu giá là 3.800.000. Rồi 3.800.000. Bao ship toàn quốc luôn chú chị ơi. Rồi. Rồi đổi luôn. Tiếp tục là mã số 13. Theo là 13. Thú này cầm chẳng chân nó vui lắm nha. Nó giật lướt đi luôn. Em này là 13 bà con ơi. Mã số 13
Đây 13 là con thú kỳ lân xù nha anh chị. Mã số 13. À, cứ chú chị xem y chang con kỳ lân luôn ha. Đó nằm cái dáng này nè ha. Đó. Chiếc sóng nè, chàng chè. Mà nhìn nó hình phía sau thì y chang con rồng ha. Rồi nhìn phía sau thì lên y chang rồng vậy đó. Mã số 13 mà con. Dài không chị? Dài đòn y chang rồng ha. Cái này sức sống chàng chè luôn anh chị, năm tưởng chừng ha. Được luôn nha bà con. Cây này của chú chị về mình vô chậu được rồi đó nha anh chị. Trồng luôn á. Trồng luôn là ok. Được. Cây này đây nè, sống khỏe ha nè. Đó. Ở trên nó đâm nhiều hơn nữa. Đây là sù chải nè anh chị. Nè sù nè ha. Sù chải luôn. Ngay tay á. Đây sù nè, sù, nói chung là sù nhiều đó anh ơi. Đây sù nè ha. Đây sù đây, nguyên cục này là sù chân nè. Rồi xin tròn vòng luôn, xoay luôn. Cái này nè, cái này là cái chân này là cái chân ghép nha anh chị. Là dính rồi nha anh chị. À. Chân ghép dính rồi nha. Chân ghép á. Dạ ok đó, cây này sống khỏe nha anh chị. Rồi. Chân này là sống khỏe rồi đó. Rồi, tiếp tục đo thông số của em luôn. 13 bà con ơi. Hoành là 20. Rồi, 20. Chiều cao là 72. Rồi, 72. Chiều dài thú là 41. Rồi. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu với giá là 13. Giao lưu với giá là 5 triệu ha. Rồi đổi luôn bà con ơi, ship tới nhà miễn phí nha. Rồi tiếp theo. Tiếp tục là mã số 14. Em là 14. Rồi 14 là cây cành bay nha chú anh chị. 14 nha bà con. Mã số 14 là cây cành bay. Rồi cây này hoành khá nha anh chị. Hoành khá bà con. Đế lực hoành khá nha. Có đuôi nữa ha. Cành bay có đuôi nữa. Quá trời cành bay rồi bà con ơi. Cây này là nhìn nó ngoài là bự lắm nha anh chị ơi. Đây bộ đế dữ dằn ha. Khá là lực. Cô chú anh chị yên tâm ha. Bên em thì buôn bán là có bảo hành nha anh chị. Rồi bảo hành luôn. Hàng có bảo hành cho nên cô chú anh chị mình yên tâm. Đặt niềm tin nơi anh Tám. Rồi. Ship tới nhà miễn phí tất cả. Ship tới nhà miễn phí luôn. Rồi, đo luôn. Rồi hoành cái vị trí này hơn chị. Là 42. Rồi, 42. Rồi, chiều dài là 138. Rồi, 138. Tổng hoành đế là 150. Rồi, 150 bà con. Rồi, mã số 14 này em giao lưu giá là 3 triệu 300 ngàn. Rồi, số đẹp luôn ha. Đổi luôn, số đẹp. 33. Đổi luôn. Mã số 15. Cái là 15. Rồi. Mã số 15 là cây đế nôm lùng lực không chị? 15 nha. À, cây đế nôm lùng lực. Rồi, tròn đều luôn. Rồi. Cây rất là cây không chị? Nè đế nè ha. Đế bỏ đều bốn mặt luôn không chị? Đặc biệt là có cái chi này tử quái ha, nè. Nó như vô, như thằng con ơ mẹ vậy ha. Mã số 15. Rồi, 15 bà con ơi. Cây rất là cây không chị? Mã số 15. Rồi em đo hoành thân nha. Này. Rồi, đo hoành thân hang tổng hai chi đi ha. Là 45. Rồi, 45. Rồi hoành thân chính này là đợi em. Hoành thân chính là 39 nha. Rồi, 39 luôn bà con ơi. Chiều cao là 79. Rồi, tổng thể 79. Đế nôm cao là 40. Rồi, 40. Rồi mã số 15 này em xin giao lưu với giá là 3 triệu 900 ngàn. Rồi 3 triệu 900 ngàn, ship tới nhà miễn phí. Bao ship tới nhà luôn ha anh chị. Cây này nặng lắm nha anh chị ơi. Ba người khiêng nha. Tiếp tục là mã số 16. Rồi 16 là một cây tàn nha quý anh chị. Rồi bông từ 7 đến 9 cánh nha anh chị ơi. Dảo vườn nha. Mã số 16. Củ đế nở heo chú anh chị. Củ đế nở nha. Đó. Tàn tròn vo luôn chú anh chị.
Này là một cốt ba thân hả chị? Tam tài ha. Tam tài. À, củ đế thì nở, ghẻ đế thì bỏ đều bốn mặt luôn ha. Bốn mặt luôn. Mã số 16. Cái này của chú anh chị về mà có săn nhỏ nhỏ mà để trước cửa là đẹp lắm nha, đẹp dữ dằn luôn ha. Tàn tròn cây thì quái ha, để sẽ rất đẹp. Rồi cái củ đế nó là dục thước. Củ đế là 54 ha. Rồi 54. Rồi cái hoành thân này là 33. Rồi 33 luôn bà con ơi. Chiều cao là 1m7 ha. Rồi 1m7. Cây này tàn ngang rộng là 1m5. Rồi. Mã số 16 em giao lưu với giá là 3,2 triệu ha. Rồi 3,2 triệu. Cây này có chú chị mua em em đóng kiện em gửi cho chú chị ha. Rồi 3,2 triệu. Rồi. Cho đảm bảo an toàn cho mấy cái nhánh. Mã số 17. Rồi mã số 17 là cái cây quái dị cà na không chị? Đây. Quái mà xù không chị, xù chảy nha. Ờ. À, đây cây xù ha không chị? Rồi xây luôn. Ờ, à, đây xù nè. Có xù ngay ta chỉ luôn. Nguyên khúc quái là xù hết trơn không chị? Đây xù hết trơn vậy ha. Xù hết luôn. Mà khúc này nó quái lắm không chị? Cô chị xem nhìn ha. Quái lắm nha. Dạ, cây bà con ơi. À. Cây nổ xù da cám tới dưới đây luôn. Nè, tới đế luôn nè. Cây này nó muốn xù 100% luôn đó. Có xù luôn. Rồi, xù 100% thân luôn. Hoành là 26. Rồi, 26. Chiều cao 84. 84. Tổng hoành đế là 150 ha. Rồi 150 luôn. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu 17 ha. 17. Rồi, em xin giao lưu chị là 3,200,000 ha. Rồi 3,200,000 ship tới nhà bà con ơi. Nổi luôn. Cây xù mà quái luôn chị ơi. Rồi tiếp theo. Tiếp tục. 18. Rồi cây đế nơm lùng lực không chị? Mã số 18. Rồi đế nơm lùng lực ha, có cái tử luôn ha. Quá dữ rồi. Ồ, bộ đế khá vip nha anh chị. Ồ, cây lùng lực rất đẹp ha, có cây tử nè. Mã số 18 nha bà con. Hai cái tử luôn, một mẹ hai con ha. Đây, đây con, đây con. Cây đế nơm rất cao ha anh chị. Đế nơm cao. Bộ đế quá xá lực. Rồi cho thông số của em luôn. Rồi. Củ đế này là 97 ha. Rồi 97. Hoành thân là 30. Rồi 30 luôn. Chiều cao là 62. 62. Rồi. Đế nơm cao là 39 luôn chị. Rồi. Rồi mã số 18 này em xin giao lưu với giá là 3,2 triệu nha. Rồi 3,2 triệu ship tới nhà miễn phí bà con ơi. Rồi, tiếp theo. Tiếp tục là mã số 19. Rồi 19. 19 nha bà con. Cây sù nu nha anh chị. Cây sù nu ha. Đây cái này là có giọt đọt rất là quái ha. Nè. Đọt của nó xoắn nè. Còn đây là sù nu cho anh chị nè, nu cho ha. Hôm nay kéo nhựa liền mặt này. Thì nu hết trơn nè, nu cái này nu hết. Cứ nhẹ nhẹ đi. Đế vip ha. Đế vip luôn. Đó, đế nè. Đế cắt quái không chị? Đế quái. Đồng đường. Rồi, đo em luôn. Rồi. Quanh cái dưới này là 27. Rồi, 27 bà con ơi. Cao là 92. Cao 92. Rồi.
Mã số 19 này em giao lưu giá là 1.900.000. Rồi 1.900.000 đổi luôn. Đổi vỏ ngoài luôn. Đổi luôn. Mã số 20. Rồi 20. 20 là cây thú không chị? Rồi, dáng thú tai cành đẹp ha. Đây, tai cành nhanh chơi nha. Đế thì VIP luôn nha, đế nè. Kính luôn hả anh chị? Ồ, tai cành đó. 19. Đây, số 20. 20 bà con ơi. Rồi, xoay luôn. Rồi, dáng thú mà tai cành gì là ok hả anh chị? Rất đẹp ha. Nhanh chơi, cây sống khỏe cho anh chị ơi. Hoành này là 27. Rồi 27 nha bà con. Chiều cao là 89. 89 luôn. Chiều dài thú là 49. Rồi. Rồi mã số 20 này em giao lưu giá là 2.300.000. Rồi 2.300.000 ship tới nhà bà con ơi, đổi luôn. Tiếp tục là mã số 21. Ồ, hai xã. 21 là cây đế nơm không chị? Thân chật lắc ha, tai cành đẹp nha. Đây, tai cành khá luôn. Giót đọt ha. Mấy nách này nổ sụ vô không chị? Có sụ nách ha. Ờ, à, nách nổ vô nè. Đây, lên sụ vô ha. À, chảy nè. Nè. À, sụ nách chảy vô nè. Rồi, mã số 22. 21 chứ lộn. 21. Mới 20 nhảy lên 22 rồi. Sáng ăn rồi mà ta. Như là cái con mì nha bà con. Quấn quấn quấn. Tình. Nè. Rồi, xuống. Mã số 21. Con ghế nôm cao. Rồi, thân chật lắc đấy, nôm chật lắc mà tai cành ok không chị, giót đọt luôn ha. Đọt luôn. Rồi, đo em luôn. Quá trời bộ đế quái. Hoành thân ở dưới này là 39. Rồi, 39 bà con ơi. Chiều cao 110. 110. Rồi, cây này giót đọt nó nhỏ xíu nha anh chị. 14 nha. Rồi, 14. Chiều cao đế nôm là 41. Rồi mã số 21 này em xin giao lưu với giá là 4.500.000. Rồi 4.500.000 đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 22. Rồi mã số 22 là cây đế nơm không anh chị? Rồi, đế nôm dữ lắm nha anh chị ơi. Đế nôm cao luôn. Đế nôm có, chi cành có. Đế nó dữ lắm anh chị. Đầy đủ nha bà con. Đế đặt luôn ha. Đầy đủ nha. Chi cành thì khá ha. Xoay luôn. Đó, giót đọt cho xíu anh chị. Mã số 22. Để quá VIP chung về. Để VIP luôn. Rồi cho thông số em luôn. Rồi cái nồi đế nè anh chị ơi. Cái nồi đế này là 137 ha. Rồi 137. Hoành thân chính này là 31. Rồi 31 luôn. Chiều cao là 96. 96. Rồi mã số 22 này em giao lưu với giá là 4.2 ha. Rồi 4.2 ship tới nhà miễn phí bà con. Quá xá bộ đế không chị ơi. Đế nôm cao đẹp ha. Rồi tiếp theo tiếp em ơi.
Rồi. Rồi cây này là cây nguyên cái củ đế, cây xù hả chị? Đây. Xù luôn. Xù ha. Rồi, ngay tay bằng dạng chị nha. Xù đây. Đây cục xù ha, đây cục xù ha. Rồi, cây này. Đó. Còn đây là nguyên cái củ đế nè. Củ đế này là trên 40 ha. Đây. Nè, xù chảy ha. Rồi, lắc nhẹ đi, đúng rồi. Ây dạ. Rồi. Xây luôn. Cây này rất là quái không chị? Quái cây bà con ơi. Đó. Củ đế này không chị? Chi cành nói chung là dư luôn nha bà con ơi, dư chi cành luôn, đặc biệt rồi. Là hai cái khớp xù, hai cục xù dữ lắm nha. Hai cục xù nha. Đây xù đây ha, đây xù chảy đây nè ha. Này củ đế rất là dữ ha, kiếm cái củ đế này khó lắm anh chị ơi. Rồi đó em luôn. Rồi củ đế này là bảy mươi hai. Rồi 72. Củ đế 72 nha. Này hoành thân chính này là 25. Rồi 25. Chiều cao là 90. Rồi mã số 23 này em xin giao lưu với giá là 7.900.000 không chị? Ship tới nhà sao à? Ship tới nhà luôn. Tiếp tục là mã số 24. Rồi 24 rồi con ơi. Rồi 24 là cây thú xù không chị? 24. Rồi thú xù nhanh chơi không chị ơi? Rồi xuống 100 hả chị? Đây. À. Xuống 100 luôn nha. Này có đuôi luôn ha, thú đuôi luôn ha. Lắc nhẹ luôn. Ờ à, đây nè, xuống nước xù này giữ chị. Đây. Nguyên cục xù luôn ha. Rồi nguyên cục xù. À. Còn hơn da cốc đó nha. Ờ. À. Xù 100 thú luôn hả chị? Cây quá đẹp không chị. Cây này của chú chị vô thế bonsai là rất cực kỳ đẹp ha. Chơi bonsai là tuyệt vời. Này mình giờ mình lấy ra mình bẻ thành đuôi ha. Đó, bẻ lên, nhánh lên. Rồi, đo em luôn. Mã số 24. Rồi, quanh thân là 22. Rồi, 22. Cái bụng là 22 luôn. Rồi, 22 luôn. Chiều cao là 3. Chiều cao là 53. Rồi, 53. Rồi mã số 24 này em giao lưu giá là 4.900.000. Rồi 4.900.000 ship tới nhà. Nguyên thú xù luôn anh chị. Nguyên thú xù luôn. Rồi. Tiếp tục là tiếp ơi. Hàng VIP của anh chị ơi. Cọp luôn. Cọp nha. Rồi cọp này sẽ về với chủ nào đây? Đây. Nguyên con thú xù anh chị. Đó, nó như là cốc vàng vậy anh chị. Ha, y chang ở nhà cốc luôn ha. Cốc vàng ha. Cái lưng nó quá trời. Đó. Nguyên cái này là xù 100 luôn chị ơi. Khủng khiếp đó anh chị. Khủng khiếp nha. Cô chú anh chị nhìn ở ngoài là khủng khiếp lắm nha. Đây dừng dừng. Đó, đây nè, chúng ta xem nước xù rồi ha. Đây. Xù 100% luôn nha anh chị. Rồi lắc nhẹ luôn. Thì chàng cốc xương cốc vàng anh chị. Cốc vàng. Ồ. Cái này là may mắn nha anh chị ơi. À, chảy nè. Chị xem ha, nó hết trơn là 100% luôn hả chị? Nè con chị xem mà nếu ta để gì là dữ lắm ha. Chưa hết thú đây ha. Chưa hết thú. Rồi, rồi em đo ha. Em đo cái tổng này đi. Rồi đo cái tổng luôn. Tổng này là 85 ha. 85. Nè hoành cái hoành cổ thân đó nè. Là 44. Rồi. Chiều cao là 54. Rồi mã số 25. Cây cốc vàng này em giao lưu giá là 13 triệu đồng của chú chị ơi. Rồi ship tới nhà bà em bao ship nha. Tới nhà luôn. Bao ship luôn nha bà con. Cây này quá đẹp anh chị ơi. Mã số 25 á. Rồi mã số 25 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay rồi. Cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua ủng hộ em đến tám rất là nhiều. Thì chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn thì thịnh vượng. Em xin chào và hẹn lại. Rồi tạm biệt luôn ha. Rồi tạm biệt các anh luôn, hẹn gặp lại mấy anh ơi, chúc sức khỏe mấy anh luôn.
Cảm ơn mấy anh xem và ủng hộ kênh. Thì bãi kiển của anh Tám sang Trần Động rất là dễ tìm ha, để chúng ta giao lưu. Chúc sức khỏe mấy anh, vui vẻ bên người thân và gia đình, một cái kỳ nghỉ cuối tuần hạnh phúc. Rồi, cảm ơn luôn và hẹn gặp lại.